Thưa quý vị, sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã tiếp đoàn đại biểu ba tỉnh miền Trung Argentina do ông bà Adán Humberto, Phó Thống đốc tỉnh Entre Ríos làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm vui mừng cho biết, năm 2018 đánh dấu 45 năm hai nước Việt Nam Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước trên mọi lĩnh vực dựa trên lợi thế của mỗi bên, trong đó có trao đổi thương mại các sản phẩm như điện tử, gạo, cà phê, cao su. Phó Thống đốc tỉnh Ontario cho biết Santa Fe, Ontario và Cordoba là ba tỉnh hàng đầu của Argentina trong lĩnh vực sản xuất nông sản, công nghiệp và công nghệ sinh học. Việt Nam và Argentina có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Đây là cơ sở để hai nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh miền Trung Argentina nói riêng, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.